Đây là hậu quả của nghe lời anh đổ xăng. Đây anh em, 2PS mới mua chưa được 1 tháng nha anh em. Quang Thái là dẫn khách là pha tỷ lệ 125 không? Đấy, rụng mồ hôi. Xe thiếu nhất nha anh em. Đấy, lúc bán thì Quang Thái đã báo với khách hàng là phe tỷ lệ 125, xong rồi giao cho thợ cắt, xong thợ ra cái cây xăng thì thấy trong bình xăng mua một cái lúc nhớt thì thấy ghi 150, rồi phe 150 rụng luôn anh em. Máy này mới bán được chưa được 1 tháng anh em. Đấy, thì do mình phe thiếu nhớt thì công ty không có bảo hành nha anh em. Đó, anh em lưu ý ha. Đây máy mới đây còn đắt à. Phe tỷ lệ 125 thì nhớt thường hay là nhớt xịn gì cũng không có bao giờ mà hư rồi anh em. Nó đủ nhớt anh em. Đây là hậu quả của nghe lời anh đổ xăng. Đây anh em, 2PS mới mua chưa được 1 tháng nha anh em. Quang Thái là dẫn khách là pha tỷ lệ 125 anh em ha. Mà nghe lời anh đổ xăng thì phe tỷ lệ 150 dúng trên cái bình. Đây 125 đây anh em. 150 đây anh em. 125 là chuẩn nha anh em. Con đắt 125 là chuẩn nha. Đây thay nòng mới đây anh em. Rồi 600 cành ra đi anh em ha. 600 cành nha anh em. Đấy 150 này, kêu làm giống như trên cái bình này 150 đây. Đây là nhất thường anh em. Nhất thường thì mình phe 125 cũng không bao giờ hư nồng đâu nha anh em. Đây nhất xịn thì 130 đó. Nhất này 130, nhất thường thì 125. Mình có phe 150 giống như trên bình này ha. Một bình đây kêu 5 lít xăng này nè anh em, 5 lít nè, trụng luôn 600k nha anh em. Lừa luôn rồi anh em ha.